Thưa quý vị, chỉ sau gần 20 năm kể từ ngày thành lập, từ một huyện nông nghiệp thuần túy, bằng nhiều nỗ lực không ngừng nghỉ, Chân Thành đang vươn mình phát triển thành một đô thị trẻ năng động. Và ngày 1 tháng 10 tới đây, tỉnh Bình Phước sẽ chính thức công bố nghị quyết số 570 ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Chân Thành và các phường thuộc thị xã. Và trong những ngày này, đường phố Chân Thành như khang trang hơn, không khí chào mừng sự kiện trọng đại này hiện rõ trên từng con đường, ngõ xóm và trong từng ngôi nhà. Tất cả đều tin tưởng tương lai Chân Thành sẽ là vùng động lực phát triển cho tỉnh Bình Phước cũng như của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tường nhựa rộng rãi, hệ thống vỉa hè, đèn đường được đầu tư bài bản. Ít ai biết rằng khu dân cư khang trang với hoạt động kinh doanh buôn bán sầm uất này chỉ vài năm trước đang còn là cánh rừng cao su bạt ngàn. Diện mạo của một khu dân cư hiện đại đã và đang mang đến cho người dân nơi đây cuộc sống với nhiều tiện ích. Ra ngoài khu dân cư ấp 3 mà gần xã, gần điện đường trường trạm thì mình thấy cũng thuận tiện rất nhiều. Từ cái giao thông thuận tiện gần trường, đưa đón con nó cũng tiện lợi hơn rất nhiều. Rồi đèn đuốc các thứ nó cũng sáng sủa, người dân thấy cũng thoải mái. So với trước đây thì nó đỡ vất vả hơn. Là một trong những hộ dân sinh sống tại xã Minh Hưng từ những năm 1990, ông Ngô Anh Tuấn không thể ngờ rằng ngay sát cạnh nhà mình lại được quy hoạch đầu tư khu dân cư rộng gần 50 hectare. Những tòa nhà cao tầng giống nhau mọc lên san sát, những công trình giao thông, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, khu vui chơi được đầu tư bài bản. Đường đi lối lại, rồi là xây dựng coi như là các cái nhà ở cho công nhân, người ta có điều kiện người ta mua để người ta ở. Cái thứ hai cũng có cái nơi sinh hoạt cho các cháu, cũng chơi được, rồi hồ tắm, rồi bể bơi, rồi là cho các chơi đêm, chơi ngày cũng có. Coi như là cái khu Phú Hưng này thì nó là xây dựng phát triển tốt. Thì nói chung là khu dân cư này mà cứ phát triển lên thì chúng tôi thấy là cho công nhân người ta ở, rồi coi như là người dân ở trong khu vùng sâu vùng xa người ta cũng ra người ta mua, người ta ở để người ta kinh doanh. Rất tốt. Trên góc độ so sánh lợi thế vùng, hiếm địa phương nào trong tỉnh lại có nhiều lợi thế để phát triển không gian đô thị như Chân Thành. Những lợi thế đó được thể hiện bằng quyết tâm lớn thông qua những giải pháp rõ ràng, cụ thể. Chỉ tính riêng năm 2021, huyện đã huy động được trên 455 tỷ đồng để đầu tư phát triển hạ tầng đô thị. Nhờ đó, hệ thống cơ sở hạ tầng được nâng cấp, các trung tâm thương mại, khu dân cư, đô thị mọc lên ngày càng nhiều. Diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị được chỉnh trang, phản ánh tầm nhìn của cấp ủy, chính quyền trong việc tập trung nguồn lực xây dựng và phát triển theo hướng năng động, đổi mới, hội nhập. Chân Thành là phải luôn xác định được mục tiêu là phải tập trung đầu tư, từng bước hoàn thiện cái hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị nhằm phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội, rồi phát triển mạnh về công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Cái thứ hai là để thực hiện được cái mục tiêu này thì sẽ tập trung chỉ đạo, điều hành, rồi triển khai nghiêm túc, quyết liệt các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là đẩy mạnh phát triển thực hiện các cái dự án đầu tư công, rồi thực hiện tốt cái công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các cái dự án tiếp theo, góp phần quan trọng để thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương. Với những kết quả đạt được của ngày hôm nay sẽ là tiền đề, là bệ phóng vững chắc để Chân Thành hoàn thành các tiêu chí để phát triển lên đô thị loại 3 vào giai đoạn 2026-2030. Đây cũng là động lực to lớn để Chân Thành vững bước trên con đường hội nhập và phát triển, xứng tầm là đô thị trung tâm tiểu vùng phía Nam của Bình Phước.